Coi như clip ngày hôm qua thì em cũng có nói rồi ha. Hôm nay thứ bảy là em nghỉ bán, em đi về dưới quê vợ em ha. Thì tại cái con than đá ha. Ngày hôm qua người ta hỏi rất là nhiều. Chim này giá nó tới 2 triệu rưỡi thôi mọi người ơi. Đó, than đá ha, mặt rất là ngầu. To bằng của măng keo luôn nè. Con này mà thả vô của măng keo vừa luôn nè. Rất là to luôn. Cái mặt ác còn hơn con cá thác lát nữa. Rất là to nha, xòe nữa chứ. Nhưng mà con này nuôi đá rất là ngon, chịu khó về tập lực nuôi lửa lại ha. Chim này thì đi Vĩnh Long rồi. Đây này. Rồi, kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và may mắn trong cái ngày mới, ngày cuối tuần. Ngày thứ hai là em về chim rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Ngày thứ hai, do là hôm nay và ngày mai em không có nhập chim cho nên thứ hai rất là nhiều chim. Đó, kính mong tất cả mọi người tin yêu và quan tâm đến những cái con chim em đang bán hiện nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.